Kính chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa ngâu ở miền Bắc đã diễn ra với đặc trưng là các cơn mưa rào liên tục xuất hiện bất kể thời điểm nào trong ngày. Nguyên nhân của những đợt mưa chính là do rãnh áp thấp tồn tại với biểu hiện là những dải mây dông hết đợt này đến lớp khác xuất hiện. Đêm nay và ngày mai thì rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc. Một xoáy thấp nhỏ ở khu vực của vịnh Bắc Bộ hình thành và dịch chuyển dần vào khu vực Đông Bắc trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong ngày hôm nay, ở Quảng Ninh thì những trận mưa xối xả đã diễn ra trên diện rộng, lượng mưa trung bình là từ 50 cho đến 80mm. Theo các chuyên gia khí tượng dự báo thì từ tối nay, các tỉnh như là Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang hay là Hưng Yên sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và lượng mưa trong ngày có thể lên đến mức là từ 60 cho đến 90mm. Các tỉnh lân cận như là Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Cạn và Tuyên Quang trong đêm nay cũng như là sáng sớm mai thì có thể cũng xuất hiện mưa rào và dông, tuy cường độ mưa không lớn bằng vùng Đông Bắc. Các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội thì mưa rào nhẹ vẫn còn có thể xảy ra nhưng mà tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Buổi sáng thì trời nhiều mây nhưng mà đến trưa thì mây sẽ giãn mỏng và nắng thì cũng sẽ xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm nay và sẽ dao động ở mức là từ 33 cho đến 34 độ. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, xen lẫn những giờ nắng nhiều là những cơn mưa rào nhẹ. Mưa tuy không diễn ra trên diện rộng mà chỉ xảy ra cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây đã góp phần làm dịu mát bầu không khí oi nóng. Ngày mai thì trời sẽ chuyển sang trạng thái là có nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng dần lên mức là trên 33 cho đến 34 độ, có nơi lên đến là 35 đến 36 độ. Nắng nóng bắt đầu có dấu hiệu là sẽ quay trở lại ở một số nơi. Thời tiết ít mưa, nắng nhiều kéo theo sự bốc hơi nước mạnh sẽ gây khó khăn cho việc canh tác của bà con nông dân ở khu vực này. Tuy nhiên thì các hoạt động du lịch biển trong những ngày cuối hè lại diễn ra thuận lợi hơn. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ thì sẽ có nắng nóng nhẹ trong ngày mai với mức nhiệt phổ biến là từ 34 cho đến 35 độ, một số nơi có thể lên mức là 35 cho đến 36 độ. Theo nhận định, trong khoảng 5 đến 7 ngày tới, ở Trung Bộ thì sẽ bước vào những ngày ít mưa và sẽ có nắng nhiều. Vì vậy mà bà con cần phải có sự chuẩn bị để chăm sóc cho hệ thống cây trồng cũng như là vật nuôi của mình. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa cũng giảm nhanh do đới gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần. Trên vùng Tây Nguyên thì tình hình mưa dông chỉ xảy ra vào chiều tối, còn tại khu vực Nam Bộ thì cũng vào thời điểm chiều tối mưa dông xuất hiện. Mặc dù vậy thì mưa sẽ giảm hẳn so với những ngày trước, không còn những cơn mưa xối xả mà chỉ còn mưa rào nhẹ với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 5 cho đến 15mm. Ban ngày ở Tây Nguyên thì trời có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên vào trưa chiều với mức nhiệt ở vào khoảng là từ 29 cho đến 31 độ. Nhìn chung là thời tiết sẽ mát mẻ. Còn tại khu vực Nam Bộ, trong đó bao gồm có cả thành phố Hồ Chí Minh và ban ngày thì có nắng, tuy nhiên cường độ nắng vừa phải. Giữa trưa thì nắng có mạnh hơn và nền nhiệt độ thì sẽ lên mức là 32 cho đến 33 độ, cảm giác hơi oi nóng xuất hiện. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và phần phía Bắc của Biển Đông, bao gồm có cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thì do ảnh hưởng của giải áp thấp nên là thời tiết sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam thổi ở mức là cấp 5. Trong cơn dông thì cần đề phòng là có lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao ở mức là từ 1 cho đến 2 m và biển hơi động. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm có cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, thì có gió Tây Nam cường độ cấp 4, cấp 5 bao phủ, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét và có lúc sẽ ở mức là trên 2 mét và biển hơi động. Thưa quý vị, như vậy mưa rào và dông sẽ tập trung vào đêm nay và chiều tối mai ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, còn khu vực miền Trung sẽ có mưa vài nơi và ngày mai thì trời oi nóng. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.